Xin chào tất cả các bạn, mình là nhân viên của công ty ASEAN Group ở Tokyo. Công ty bên mình thì có các buổi xe chia mấy cái và phỏng vấn vào các hàng ngày trong tuần ở Tokyo. Và mỗi ngày thì sẽ có 20 công ty đến xe chia mấy và phỏng interview và phỏng vấn. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì, xin liên hệ với số điện thoại 0362068058. Hôm nay mình xin giới thiệu về một công việc tiêu biểu của ở bên mình, đó là công việc làm ở Tokyo, lương 20-25 man, tiếng Nhật giao tiếp bình thường. Nếu bạn nào có quan tâm đến công việc này, xin hãy liên hệ tới công ty để được tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn tất cả các bạn.